Rồi tiếp tục quay cho cô chú anh chị và các bạn xem con CX05 này dài các bạn. Đang múc gấp rất lẻ bỏ lên mé sông này các bạn. Này chủ xe lái luôn các bạn. Video trước tôi quay xe lái. Pha này hơi thiếu tải. Lúc trước tại chắc cái pha này lúc trước đi xe cần gin. Lúc trước cái xe này cần gin các bạn, mới lên chừng 2-3 tháng nay à. Thank you.
múc qua lắp hầm hay vậy, múc gấp trên trời, múc hoài luôn.